Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn nghe tiếp chuyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 158, Công Chúa Dâm Đãng Trong đêm đông, trà đã lạnh, điểm tâm cũng lạnh, vậy mà người cao ngạo như hắn lại không hề chê trách. Mặc dù chỉ đang ăn điểm tâm rất bình thường nhưng bộ dạng của hắn rất đẹp, như một bức họa động lòng người. Thẩm rượu khơi bắc đèn, ánh sáng chiếu rọi, nàng nhìn tuyết phủ đầy trên áo hắn. ngươi đến có chuyện gì? Tạ Cảnh Hành bận rộn, làm sao có thời gian mà ngồi ở trên cây đợi nàng? lời vừa rồi cũng chỉ trêu ghẹo mà thôi. Tạ Cảnh Hành cười nói, không phải ngươi bảo ta giết Minh An sao? Thẩm Diệu sừng sốt hỏi, ngươi đã ra tay? đâu chỉ như vậy? Thẩm Diệu im lặng, thủ đoạn của Tạ Cảnh Hành nàng đã từng lĩnh giáo. hai năm trước khi hắn vẫn còn là tiểu hầu gia, trong lễ hội hoa đăng vào lúc cứu nàng khỏi hai tên bắt cóc, nàng đã biết thủ đoạn của hắn lưu loát sạch sẽ. Hai năm sau, trong mật thất phủ lâm an hầu, nàng lại một lần nữa chứng kiến sự quyết đoán của hắn. Đôi lúc nàng nghĩ tạ cảnh hành rất có phẩm chất của bậc đế vương. Nhưng hắn và phó tu nghi lại khác biệt, phó tu nghi có thể vì ngôi vị hoàng đế mà ẩn nhẫn nhiều năm nằm gai nếm mặt còn hắn là kiểu người nếu thích thì sẽ dùng đao đoạt lấy. Có lẽ đây là sự kiêu ngạo từ trong xương của Hoàng Thất Đại Lương. Thẩm Diệu suy nghĩ rồi lại lắc đầu, nàng với Đại Lương xa xôi kia đâu có liên hệ gì, nàng nhìn tạ cảnh hành có chút kỳ quái, từ bao giờ nàng đã có ý nghĩ bản thân và tạ cảnh hành cùng một phe, nàng thật sự xem hắn là đồng minh rồi sao? Nàng hỏi, ngươi đã làm gì nàng ta? Trong lòng Thẩm Diệu có chút ác ý, Nàng làm chủ lục cung nhiều năm, không phải là thiếu nữ hiền lành nhát gan, huống hồ Minh An còn là kẻ thù, nàng sẽ không thương hại. Háo hức như vậy sao? Tạ Cảnh Hành buồn cười nhìn nàng, lười biếng nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Thẩm Diệu suy ngẫm lời Tạ Cảnh Hành, chẳng lẽ chuyện của Minh An sẽ gây náo động lớn? Nàng hỏi tiếp, vậy Tạ Trường Võ đâu? Tạ Cảnh Hành ngay cả Minh An cũng hạ thủ chắc chắn không buông tha tạ trường võ. Quả nhiên, tạ cảnh hành đáp, giết rồi. Ngươi không sợ Lâm An Hầu biết việc sẽ thương tâm. Thẩm Diệu nhìn hắn hỏi. Hắn bưng chén trà lên nhấp một ngụm, đôi môi thấm nước trà ửng đỏ, nhưng hắn vẫn tươi cười không chút để ý nói, chuyện của phủ Lâm An Hầu có quan hệ gì với ta? Rõ ràng là lời lạnh bạc, nhưng trong nụ cười đó lại có vài phần tự diễu. Bắt đầu từ lúc xuống tay với huynh đệ tạ gia, hắn đã chân chính quét sạch quan hệ với Lâm An Hầu. Bởi nếu có một ngày tạ đỉnh phát hiện, dù không oán hận thì tình cảm hai người cũng không thể trở về như lúc ban đầu. Cha con lại hóa thủ địch, dù không phải cha ruột nhưng tạ cảnh hành cũng là con người, sẽ không vô tâm như những gì thể hiện ra bên ngoài. Mỗi người đều có những bí mật riêng, thấy tạ cảnh hành trầm tư, thẩm diệu cũng thôi không hỏi nữa trong đêm đại hàn thế này có lẽ hắn cũng như nàng trằn chọc không ngủ được nên mượn thời tiết lạnh lẽo làm thanh tỉnh con người nếu như vậy hai người bọn họ đúng là có cùng ý nghĩ bỗng nhiên nàng nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều tạ cảnh hành nhìn ánh mắt nàng trong lòng hơi giật mình bên ngoài lại ra vẻ tùy tiện hỏi ngươi nhìn ta như vậy làm gì thương hại ta thẩm diệu cười cười ta ốc còn không mang nổi mình ốc có tư cách gì thương hại người khác huống chi người đó lại là duệ vương điện hạ một tay che trời. Thẩm diệu trêu chọc nói, câu chuyện được chuyển hướng, phần nào xua tan mây mù trong lòng tạ cảnh hành. Hắn nhướng mày, bước tới hai tay chống trên bàn, áp sát mặt thẩm diệu, cười nói, người không cần tự coi nhẹ bản thân, đồng minh của ta hẳn là phải tài trí hơn người. Hắn cố ý trầm giọng, hơi nóng phả vào mặt nàng, đương nhiên, nếu là nữ nhân của ta, vậy thì tư cách gì cũng có hắn rất anh tuấn, dù kiếp trước nàng là trung cung, gặp qua vô số người, cũng chưa thấy ai đẹp như hắn. Không chỉ vẻ bề ngoài, mà nét phong lưu tao nhã như khắc vào xương tùy, tỏa ra từ linh hồn, mỗi một cử động đều khiến người khác trầm mê, dù là ngày đông bút giá nhất cũng có thể khiến người gặp người vui hoa gặp hoa nở. Khi hắn nhìn chằm chằm người đối diện sẽ làm người ta sinh ra ảo giác như cả thế giới chỉ còn lại đôi mắt thâm tình ấy. Ánh mắt dừng lại trên làn môi thẩm diệu, như vấn vương lưu luyến. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, hắn chậm rãi cúi xuống. Dưới ánh đèn, hai bóng dáng tựa hồ đang dây dưa triền miên, đan vào nhau thành một khối. Nam nhân cao lớn, nữ nhân yêu kiều, như một bức tranh cá nước vui vầy. Thẩm diệu giật mình đẩy tạ cảnh hành, ngượng ngùng vì động tác quá đột ngột, nàng bưng chén trà lên uống một ngụm, ho nhẹ hai tiếng quay đầu sang hướng khác, không nhìn mặt đối phương hai má nóng bừng. Tạ Cảnh Hành thình lình bị Thẩm rượu đẩy thiếu chút nữa ngã sắp xuống, hắn té lại ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm rượu luống cuống tay chân bưng trà lên uống, buồn bực trong lòng như tan biến, còn có chút buồn cười. Hắn lười biếng nói, "Này." Thẩm rượu không nhìn hắn, cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất. Tạ Cảnh Hành cố ý trêu chọc, "Hóa ra ngươi cũng biết thẹn thùng a." À. Thẩm Diệu căm tức nhìn hắn nét căm tức của một cô gái mềm mại, đáng yêu càng động lòng người. Bình thường thẩm diệu luôn bày ra vẻ đoan trang, hiện tại nàng mười phần xấu hổ, gò má trắng nõn đỏ bừng như say rượu làm tạ cảnh hành nhớ đến đêm đông hai năm trước. Nàng mặc trung y xõa mái tóc dài, say rượu đứng bên cửa sổ, bảo bản thân là hoàng hậu, chỉ trò muốn xem pháo hoa. Hắn cười gọi, thẩm diệu. Chuyện gì? Thẩm diệu tức cảnh hông, nếu hắn mạnh bạo hoặc đùa dẫn mưu kế thủ đoạn, nàng đều có thể thản nhiên chống đỡ. Đằng này hắn đối xử với nàng như với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, làm nàng không biết ứng phó ra sao. Kiếp trước ở trong cung, mọi người đối với nàng trăm y ngàn thuận, mặc dù có nói xấu sau lưng, nhưng khi tiếp xúc vẫn tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, phong cách hành động tùy ý như tạ cảnh hành nàng chưa từng gặp qua, vì cách hành xử của hắn khác người nên những đối sách của nàng cũng mất đi tác dụng. Ngươi vừa uống trà trong chén của ta." Tạ Cảnh Hành nhắc nhở. Thẩm Diệu cúi đầu nhìn qua, lập tức xấu hổ muốn chui xuống đất, cho hắn vào phòng đúng là một sai lầm. "Xấu hổ à?" Tạ Cảnh Hành dường như rất thích xem bộ dáng này của nàng, tiếp tục lại gần. Thẩm Diệu nghiêm mặt nói, "Đêm đã khuya, ngươi còn không chịu đi?" Tạ Cảnh Hành im lặng nhìn nàng trong chốc lát, ánh mắt thâm thúy sắc bén nếu là người bình thường quả thật không chống đỡ được, thẩm diệu cố gắng chấn định. Một lát sau, hắn đứng lên nói, thôi, nếu ngươi đã thẹn thùng, ta cũng không tiện quấy dày. Giọng nói ái muội miên man bất định, làm toàn thân thẩm diệu cứng đờ. Hắn bước tới mở cửa sổ, thẩm diệu cũng đứng lên, hơi lạnh theo gió len vào phòng làm nàng dùng mình. Bên ngoài lạnh lắm, không cần tiễn. Cảm ơn đã giữ ta lại, trà rất thơm điểm tâm cũng rất ngon. Bóng hắn lóe lên, biến mất khỏi cửa sổ. Thẩm Diệu bước tới định đóng cửa, đã thấy giữa trời tuyết, một bóng dáng oai hùng cao ngất đẹp tựa bức tranh, không biết đang nghĩ gì mà quay đầu lại cười với nàng, vẻ phong hoa tuyệt đại ấy, tựa như pháo hoa nở bừng giữa đêm đen. Lúc ngươi xấu hổ nhìn rất đáng yêu. Thẩm Diệu đóng đóng cửa sổ dầm, một tiếng. "Kẻ này thật đáng ghét." Nàng không nên mềm lòng nàng trở lại giường ánh nến mỏng manh dường như sắp tắt nhưng đôi mắt nàng lại sáng ngời như bảo thạch rạng rỡ dị thường nếu ở kiếp trước tạ cảnh hành phạm thượng nàng sẽ lớn tiếng bảo hắn làm càn sau đó cho người đưa hắn ra ngoài chém đầu nhưng kiếp này nàng chỉ có thể chịu ức hiếp nhưng vì sao nàng lại xấu hổ dưới ánh đèn lay động hàng mi hắn dài như cánh quạt ánh mắt hắn ánh mắt hắn đẹp hơn cả ánh trăng làm say lòng người, đôi môi hắn thẩm diệu bỗng giật mình hồi thần, nàng lại day day chán, có lẽ mấy hôm nay mệt mỏi, làm nàng cũng muốn điên rồi. Tạ cảnh hành anh Tuấn như vậy, làm cho nữ nhân mê đắm là chuyện thường tình, giống như một tiểu quan ở lầu xanh thôi. Đúng, chính là như vậy. Nàng Trần An chính mình để trái tim đập bình thường trở lại. Thẩm Diệu nằm xuống, khóe môi bất chi bất giác nhếch lên. Ngày đông ở kinh thành đặc biệt rét lạnh, nhưng dưới chân thiên tử vẫn phồn hoa yên ấm, so với người nơi khác có cảm giác ưu việt hơn hẳn, phàm là ngày đông mọi người sẽ dậy trễ hơn bình thường. Tối qua tuyết lớn, may mắn là sáng nay đã ngừng rơi nên mọi người lục tục ra đường. Mặt hồ vạn lễ đã kết thành một tầng băng dày, mấy cụ già ngày thường câu cá cũng không đến, mặt băng như vậy đào một cái hố để thả câu cũng mệt người. Thiếu sự có mặt của mấy cụ già, lại có thêm bọn trẻ con nghịch ngợm, chúng thích nhất là mặt băng dày như thế này, có thể tha hồ chơi trượt băng. Mấy đứa trẻ này đều là con của những hộ tiểu thương xung quanh. Dù bị mẹ của trách sợ làm bẩn quần áo hay sợ chúng bị thương, nhưng trẻ con ham chơi không bao giờ chú ý, vẫn vụng trộm đi. Đến vị trí trung tâm, mấy đứa trẻ đặt tấm gỗ xuống, một người ngồi lên trên, một người ở phía sau đẩy, chơi rất vui vẻ một cô bé búi tóc trái đảo ôm tấm gỗ ra xa, ý định trượt dài hơn một chút, đột nhiên dừng chân. Tiểu Xuân, người đứng đó làm gì? Một cậu bé thấy em gái đứng ngẩn người cất tiếng hỏi. Ca ca, khối băng kia nhìn thật kỳ quái. Cô bé chỉ tay về phía trước. Thành Nam có nhiều tử lâu lớn, kéo theo đó là một loạt cửa hàng lớn nhỏ, phục vụ nhu cầu mọi người. Chủ nhân những cửa hàng nhỏ thuộc dạng trung lưu, không kinh doanh nổi tửu lâu nhưng nếu may mắn có được vị trí tốt thì làm ăn coi như khấm khá sớm ngày đông chưa có khách nhân mọi người tụng năm tụng ba tụ lại uống trà nói chuyện đông tây đang bàn chuyện thời tiết càng ngày càng lạnh thì xa xa có mấy đứa trẻ chạy tới thở hồng hộc nữ trưởng quầy bán son thấy vậy chừng mắt quát a đông ngươi lại dẫn tiểu xuân đến hồ vạn lễ phải không ta vừa cho nàng mặc áo bông mới giờ lại ướt nhẹp ngươi ngứa ra hả? À? Mấy trưởng quầy bên cạnh nghe vậy cũng sôi nổi giấy la hải tử nhà mình, mấy đứa trẻ chạy nhanh loạn thành một đoàn, quần áo lộn xộn, có đứa còn mất chiếc dép. Ngay lúc đó, A Đông òa khóc, "Hồ vạn lễ! Hồ vạn lễ có người!" Nghe tới đây, mọi người trở nên hoang mang, "Hỏng rồi, chẳng lẽ có đứa nhỏ nào rơi vào trong hồ băng?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt nữ trưởng quầy bán son là người nhiệt tình thẳng thắn gấp gáp nói còn chờ gì nữa đều là hàng xóm láng giềng mau đi xem còn cứu được không mọi người chạy tới trung tâm mặt hồ đến nơi ai nấy đều ngây người này đâu phải có người rơi xuống nước nữ trưởng quầy lẩm bẩm nói xung quanh đã tập trung rất nhiều người xem náo nhiệt vẻ mặt ai nấy đều cổ quái nhất là có một số người ăn mặc hoa lệ quý khí bức người. Những kẻ này ngày thường không quan tâm chuyện của dân chúng, sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy? Giờ phút này, toàn thân thái lâm lạnh run, tuy hắn đã mặc rất dày, nhưng mặt hồ quá lạnh, từng đợt khí như kim châm theo lòng bàn chân chui vào, làm cho người được nuông chiều từ bé như hắn chống đỡ không nổi. Trên mặt hồ có chuyện lạ gì? Thái Lâm nói với vải hồ bằng cầu hữu bên cạnh, mới sáng sớm sao lại kéo ta ra chỗ này. Sáng nay, hắn lại tụ tập với đám cậu ấm ăn không ngồi rồi, vốn muốn đi đánh bạc, ai ngờ nghe nói Hồ Vạn Lễ có chuyện, bèn kéo nhau xem. Ta cũng có biết gì đâu. Người nọ đáp, nghe hạ nhân nói giữa hồ có náo nhiệt, nên mới kéo người đến. Hắc hắc, hắn kể sát tai Thái Lâm nói nhỏ, ngày thường chúng ta chỉ nghe kịch, xem sách hiểu chuyện tươi đẹp, hôm nay có thịt tươi cho ngươi xem. Thịt, thịt sống. Thái Lâm hoảng sợ, vội nói, ta không đi. Dù ngày thường hắn thích xem chuyện lạ, từ nhỏ đã có danh xưng tiểu bá vương, nhưng từ sau khi bị thẩm diệu hù dọa ở cuộc thi bắn cung hai năm trước, hiện giờ lá gan hắn rất nhỏ à. Bằng hữu kia không buông tha, tiếp tục nói, đến cũng đã đến rồi, phải nhìn xem, chỉ liếc mắt một cái, người sợ cái gì. Thái Lâm bị kích, hùng hổ nói, ta sợ bao giờ. Đi. Ta muốn nhìn xem thứ gì lại kích động như vậy? Bọn họ vốn đã đến gần trung tâm, rất nhiều người vây quanh giữa hồ chỉ trỏ. Bằng Hữu kéo Thái Lâm đẩy lên phía trước, chỉ vào chính giữa nói: "Mau nhìn, mau nhìn, chính là cái này." Thái Lâm dương mắt nhìn hướng người kia chỉ. Hắn nhìn thấy ba tượng băng. Hay nói đúng hơn là ba người bị đông chết, trở thành tượng băng. Cái đáng xem chính là tư thế của ba người này. Chính giữa là một nữ nhân, áo quần lỏng lẻo, lộ ra nửa thân trên trắng như tuyết, nam nhân bên cạnh bàn tay đang cởi yếm nàng, nam nhân phía sau hai tay vòng lên phía trước đỡ lấy bầu ngực của nàng, nữ nhân ngửa đầu tựa thân thể vào nam nhân phía sau, vẻ mặt mê ly. Tuy rằng cả ba đã bị đóng băng, động tác có vẻ cứng nhắc, nhưng hình ảnh tay ba sống động vượt xa xuân cung đồ, làm người ta miên man bất định. Người vây xem xung quanh đa số là nam nhân. Có dân chúng bình thường, cũng có quý nhân kinh thành, ai nấy hám của lạ, dù đã đóng băng nhưng vẫn là một cô gái xinh đẹp, không làm người kinh sợ mà toát ra cỗ hương diễm. Mọi người mở to mắt nhìn hình ảnh dâm loạn trước mắt, chẳng ai dư hơi tìm hiểu chân tướng, cũng không thắc mắc án tử này do đâu, làm chết ba mạng người vốn là chuyện đáng sợ vậy mà họ chỉ muốn biết nữ tử phóng đãng này là ai, từ đâu đến. Thái Lâm nhìn chằm chằm ba tượng băng, Bằng Hữu bên cạnh nói, "Nữ nhân này thật xinh đẹp, không biết nhà ai có thể nuôi ra một tiểu mỹ nhân phong thái mê người như vậy." Lời bình luận hệt như đang đánh giá gái thanh lâu. Thái Lâm à ừ phụ họa lời Bằng Hữu, lại cẩn thận nhìn tượng băng kia, cô gái nhìn có vẻ quen quen. Thái Lâm nói, "Vị cô nương này ta nhìn có chút quen mắt, ngươi xem thử có phải chúng ta đã từng gặp nàng ở hoa lầu không?" Bằng Hữu kia tỉ mỉ nhìn một phen lắc đầu nói, không có khả năng, thanh lâu kinh thành từ sang trọng đến bình dân ta đều đã đi qua, cô nương này chưa từng gặp. Người xem cái yếm nàng ta mặc là nạm vàng nha, nói không chừng là tiểu thư nhà quan, có khi là người trong cung cũng nên. Lời hắn nói chỉ là thuận miệng, nhưng lại làm Thái Lâm ngẩn ra. Người của Hoàng Cung Thái Lâm chố mắt nhìn lại người con gái, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh cung yến, một nữ tử kiêu căng mặc sa mỏng có chút ương ngạnh chồng lên hình ảnh hiện tại. Hắn thất thanh kêu lên, công chúa Minh An. Cái gì? Bằng hữu kia ngẩn ra, hắn xuất thân thương nhân, bình thường không có cơ hội tiếp xúc người của Hoàng Cung, lời của Thái Lâm vừa nói khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt Thái Lâm tái đi, ở buổi chiều cống, hắn chú ý đến thẩm diệu vì thế cũng chú ý luôn đối thủ tỉ thí bắn cung với nàng thậm chí trước đó Thái Lâm còn cảm thấy Minh An và hắn, cả hai đều thất bại dưới tay thầm diệu, đúng là đồng bệnh tương liên. Mới cách mấy hôm mà Minh An đã trở thành một thi băng, còn cùng hai nam tử bày ra tư thế này giữa trời, quả là mất mặt. Lời nói thẳng thốt của Thái Lâm mọi người xung quanh đều nghe rõ, không khí đột nhiên sôi nổi hẳn lên, người nói là công chúa Minh An, vị tiểu công chúa nước tần ư. Trời ơi, thật sao, nữ nhân dâm đãng này là công chúa Minh An. Công chúa một nước sao có thể như vậy? Không phải thật đâu. Nhìn kỹ lại, trang phục của nữ nhân này quả có vài phần giống công chúa. Phong ba ở Hồ Vạn Lễ rất nhanh được truyền tin đến Hoàng Cung, tin tức từ miệng dân chúng bay khắp Kinh Thành, tất nhiên cũng truyền đến thẩm trạch. Sau khi nói chuyện với tạ cảnh hành, thẩm rượu chằn chọc không ngon giấc nên vừa sáng đã dậy. Nàng ăn cháo, nghĩ đến những lời nói tối qua, bỗng nhiên la đàm từ bên ngoài vọt vào. Thương thế của la đàm mấy ngày nay được Cao Dương chữa trị rất tốt, tuy hắn vẫn nhấn mạnh nàng phải chú ý tĩnh dưỡng, nhưng sao la đàm có thể nghe lời, nàng muốn làm gì thì cứ làm, tất cả đều nghi hoặc nàng có phải người bị thương thập tử nhất sinh mấy ngày trước hay không. Biểu muội biểu muội la đàm hớt hải chạy vào, ngồi trước mặt Thẩm diệu. Thẩm Diệu vẫn chăm chú ăn cháo. Mấy ngày nay thẩm tín không cho cả hai ra ngoài, tránh gặp kẻ xấu. La đàm là người không thể ở yên một chỗ, cả ngày buồn đến mốc meo. Thẩm diệu xem la đàm như muội muội mà đối xử, khoan dung rất nhiều. Biểu muội, khoan hãy ăn, nghe ta nói một chuyện lớn à. La đàm ngồi nghiêm chỉnh. Thẩm diệu bất đắc dĩ, bỏ chiếc thìa trong tay xuống, nói, chuyện lớn gì? Công chúa Minh An chết rồi. La Đàm nói, sáng sớm hôm nay có người phát hiện thi thể của cô ấy ở Hồ Vạn Lễ, toàn thân đóng băng, đang cùng với hai nam tử. Đang, ây ra, chính là loại chuyện đáng xấu hổ đó, cả kinh thành đang bàn tán xôn xao. Tướng môn độc hậu, chương 159, cần phải tránh xa Duệ Vương. Minh An chết rồi. Thẩm Diệu ngẩn ra, là đàm nói tới nói lui một lúc đã dối nùi, nhưng ý chính thì Thẩm Diệu vẫn nghe được. Minh An đã chết, Thẩm Diệu biết cái chết này do Tạ Cảnh Hành gây ra, về phần hai nam tử. Thẩm Diệu nghĩ đến huynh đệ Tạ gia. Nàng thấy lạnh lẽo cả người, Tạ Cảnh Hành đúng là kín kẽ, nếu hai nam nhân kia là người bình thường không quen biết, có thể lấy cớ Minh An là bị hại, nhưng hai bên lại thường xuyên thân cận, mọi người sẽ suy tưởng theo hướng công chúa tư tình. Một khi ý nghĩ này đã nảy sinh, thì dù Hoàng Phủ Hạo hay Vua Văn Huệ trấn áp làm sáng tỏ, người bên ngoài cũng không tin tưởng. Con người thường có khuynh hướng chỉ tin thứ mà họ muốn tin, thì ra công chúa một nước cũng không khác gì người bình thường, cũng có lúc ti tiện như vậy, đúng là chuyện xấu không muốn nhắc tới của nước Tần, làm Tần Quốc mất hết mặt mũi. Tạ cảnh hành không hề mềm lòng dù với nữ tử. Về phần nhà họ tạ, người đã chết không thể đối chứng, Hoàng Phủ Hạo không thể chứng minh huynh đệ tạ ra cưỡng ép Minh An, càng không thể làm khó dễ tạ đỉnh. Phủ Lâm An Hầu cùng lúc mất hai nhi tử, tình cảnh rất bi ai. Là đàm thấy Thẩm diệu đam chiêu, nhịn không được hỏi, biểu muội có phải người suy đoán được điều gì? Người nói kẻ đứng sau chuyện này rốt cuộc là ai, lá gan lại to như vậy? Thẩm diệu mỉm cười, mấy chuyện cha án ta không am hiểu, nếu ngươi muốn biết hung thủ thì chờ đại lý tự thẩm án xong sẽ biết thôi." La Đàm nhanh miệng nói, "Dù kết quả điều tra thế nào, ta cũng không chút thương hại nàng ta, người đâu mà ngang ngược, nếu nàng ta còn sống không chừng ngày nào đó sẽ tìm biểu muội sinh sự, nàng ta vốn thù dai mà." Không biết hảo hán nơi nào ra tay nghĩa hiệp vì dân trừ hại. Thẩm Diệu liếc mắt nhìn La Đàm, "Ngươi hâm mộ kẻ giết người phóng hỏa kia, tâm đúng là rộng lớn nhỉ." Người la ra từ trước đến nay vốn là như vậy, ân đền oán trả, yêu ghét rõ ràng. Nói đến ân oán, lúc ngươi bị kẻ gian bắt đi, ta đến cầu Duệ Vương giúp đỡ hắn lập tức nhận lời, đợi sau này có thời gian ngươi nhất định phải đến nhà tạ ơn hắn. Thầm diệu bất đắc dĩ, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. La đàm vỗ vỗ vai nàng, nghe tiếng kinh chập bên ngoài cười nói, la tiểu thư, cao thái y đến xem mạch cho ngài. Sắc mặt La Đàm thay đổi trong nháy mắt, như chuột gặp mèo, nói nhanh, "Biểu muội, ta đi trước." "Chuyện công chúa Minh An nếu ngươi nghĩ ra điều gì nhớ nói với ta, không chừng có thể tìm được vị đại hiệp kia." Dứt lời liền xách váy chạy đi. Thẩm Diệu thở dài nhìn theo bóng dáng La Đàm, ánh mắt từ từ trầm xuống. Tạ Cảnh Hành gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm người ta nuốt cơn tức vào trong, hận nhưng không thể làm gì liệu có thể sóng êm gió lặng mà vượt qua được sao dù thế nào người chết cũng là công chúa một nước nhà môn rất nhanh cho người đến vây quanh hiện trường xua đuổi dân chúng hóng chuyện hoàng phủ hạo vừa thấy thi thể minh an liền nỗi trận lôi đình gương mặt hắn tím ngắt đến nỗi muốn nhỏ máu cười lạnh nói ở trên đất minh tề thế mà công chúa nước tần bị vũ nhục đến chết bổn thái tử không thể không hoài nghi minh tề giáp tâm độc ác thiết nghĩ cần phải cấp báo sự việc cho phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng định đoạt. Hoàng đế văn huệ đỡ chán, lời nói hoàng phủ hạo ẩn ý uy hiếp làm hắn không thoải mái. Nhưng việc này đột nhiên xảy ra, hắn cũng chưa có biện pháp giải quyết. Tạ đỉnh nghe vậy cũng quỳ xuống, lệ già lai láng nói, xin bệ hạ cha rõ việc này. Trả lại công đạo cho hai khuyền tử của lão thần. Văn võ bá quan trên kim loan điện đều thổn thức phủ Lâm An Hầu trước đây náo nhiệt thế nào, tạ đỉnh lúc còn trẻ hăng hái ra sao, tất cả đều nhớ rõ, hắn còn cưới được công chúa Ngọc Thanh tài sắc vẹn toàn. Nhưng từ sau khi công chúa mất đi, phủ Lâm An Hầu cũng dần dần suy sụp, đích tử của hắn tạ cảnh hành vốn là thiếu niên anh tài trăm năm khó gặp, nhưng lại chịu cảnh vùi thây nơi chiến trường. Hoàng đế Văn Huệ vốn muốn thanh trừ phủ Lâm An Hầu, nhưng sau khi tạ cảnh hành tử trận, tạ đỉnh suy sụp tinh thần dần dần hoàng đế cũng buông tha nay chỉ còn lại hai thứ tử là niềm an ủi cũng chết thảm phủ lâm an hầu không người nối dõi vinh hoa phú quý cỡ nào cũng sẽ trôi theo dòng nước hoàng phủ hạo nhìn thoáng qua tạ đỉnh trong mắt có tia âm hiểm dù huynh đệ tạ gia có phải bị hại hay không thì danh tiết của minh an cũng bị hủy trong tay họ đối với nữ nhân danh tiết quan trọng hơn cả tính mạng kẻ chủ mưu hại chết minh an đúng là đáng hận nhưng phủ lâm an hầu này cũng không phải vô can, hắn sẽ không buông tha kẻ vũ nhục hoàng thất nước tần. Hoàng đế văn huệ đau đầu, phất tay bảo mọi người im lặng, trầm giọng nói, đây là chuyện lớn, có kẻ dưới chân thiên tử gây ra án mạng, làm tổn hại uy nghiêm luật pháp minh tề, đúng là tội ác tài trời. Trẫm đã lệnh cho đại lý tự gấp rút tra án, rất nhanh sẽ bắt được kẻ thủ ác, trả lại công đạo cho chư vị. Hoàng Phủ Hạo chắp tay nói, khổ chủ là công chúa nước tần xin bệ hạ đồng ý cho nhân thủ của ta đi theo tra án nếu không sau này về nước phụ hoàng hỏi đến bổn thái tử không thể nói rõ ngọn nguồn lời nói thể hiện rõ không tín nhiệm minh tề có thể tra xét rõ ràng công bằng việc này văn huệ cố nén tức giận trong lòng nói chuẩn hoàng đế rời đi mọi người tiến lên an ủi tạ đỉnh riêng hoàng phủ hạo do không thân quen nên có vẻ cô độc một mình ngay lúc này có một người đến trước mặt hoàng phủ hạo nhẹ giọng nói xin thái tử nén bi thương chính là định vương phó tu nghi hoàng phủ hạo đang trong cơn bực tức thấy có người an ủi vẫn không đổi sắc mặt chắp tay định rời đi lại nghe phó tu nghi tiếp tục nói về chuyện công chúa bị sát hại tại hạ có một vài ý nghĩ không biết thái tử có nguyện ý trao đổi một chút không hoàng phủ hạo sừng sốt giờ phút này bá quan quây quanh an ủi lâm an hầu không có ai chú ý bọn họ hoàng phủ hạo cười lạnh hỏi định vương có cao kiến gì chăng chỉ là ta phát hiện vài điều kỳ quái nếu thái tử có thời gian tại hạ nguyện cùng ngài kiến giải một phen hoàng phủ hạo quay đầu lại phó tu nghi nở nụ cười xoay người rời đi hoàng phủ hạo dừng lại chốc lát nhìn khung cảnh trên điện kim loan sau đó phẩy tay áo xài bước bỏ đi có lệnh của hoàng đế, án tử này được đại lý tự khẩn trương điều tra, nhưng manh mối còn sót lại và hiện trường chứng minh đúng là huynh đệ tạ gia và minh an cấu kết làm bậy. Kết quả này tất nhiên không thể trình lên, chưa nói vua văn huệ như thế nào, chỉ sợ thái tử nước tần sẽ nổi cơn thịnh nổ. Vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Tại thẩm trạch, thẩm khâu vào viện thẩm diệu, thấy nàng đang đọc sách, hắn ngồi xuống trước mặt nàng, muốn nói lại thôi thẩm diệu liếc nhìn thẩm khâu nói đại ca có gì muốn nói với ta muội muội thẩm khâu do dự có vẻ dối rắm thẩm diệu kỳ quái nói đại ca đừng ngại cứ nói thẳng không cần băn khoăn thẩm khâu trần trừ thật lâu mới hỏi muội muội chuyện công chúa minh an là ngươi làm sao thẩm diệu thầm giật mình không nghĩ tới thẩm khâu lại nghi ngờ nàng nàng cười hỏi vì sao đại ca lại hỏi như vậy công chúa Minh An và hai huynh đệ họ tả, chỉ dựa vào bản lĩnh của ta sao có thể động đến bọn họ. Thẩm khâu nhìn thầm diệu, ánh mắt có chút phức tạp, một lát sau hắn thở dài nói, muội muội, trước đây ta và cha mẹ không thể bảo vệ ngươi. Mấy năm nay để ngươi ở cùng với bọn người lòng lang dạ sói, ngươi đã trải qua những gì, lúc đó ta không rõ nhưng hiện giờ đã hiểu. Ta biết ngươi có thể bảo vệ chính mình, cũng có chút thủ đoạn, nhưng muội muội à, Chúng ta là người nhà." Hắn nghiêm túc nói, "Có một số việc ngươi không cần tự mình ra tay, nói cho ta và cha mẹ, tuy chúng ta không thể một tay che trời, nhưng dù thế nào cũng sẽ hết sức bảo vệ ngươi." Thẩm Diệu cảm động, trong lòng ngàn vạn cảm xúc, đối với một nam nhân như Thẩm Khâu, nói ra được những lời này thật sự rất khó. "Đại ca, ta hiểu ý ngươi, nhưng chuyện của Minh An ta không nói dối, ta không có năng lực, cũng không có lá gan gây ra chuyện lớn như vậy." huống hồ cho dù ta có suy nghĩ hại nàng đi nữa nhưng ta và huynh đệ tạ ra đâu có oán thù gì sao ta phải hãm hại bọn họ thẩm khâu thở dài nói ngươi vẫn không muốn nói thật với ta thẩm diệu im lặng kỳ thật đối với thẩm khâu nàng đã để lộ chút tin tức nên hắn mới nghi hoặc như vậy nàng nghĩ nếu thật sự có ngày không thể quay đầu ít nhất còn có thẩm khâu hiểu nàng nhưng hiện giờ nàng không thể nói ra toàn bộ sự thật thôi được rồi ta chỉ muốn nói với ngươi nếu ta có thể đoán được ngươi có liên quan việc lần này thì cha mẹ và hoàng phủ hạo cũng có thể đoán được công chúa minh an từ khi đến minh tề chưa từng va chạm với ai có chăng chỉ cùng ngươi đối đầu trong tiệc chiều cống dù có phải ngươi làm hay không thì người khác cũng nhìn ngươi chằm chằm muội muội hiện tại ngươi vô cùng nguy hiểm thẩm diệu nói nhưng ta không có ra tay dù có cha đến đâu cũng không dính đến trên người ta ngươi đừng lo điều thẩm khâu nói nàng đã từng nghĩ tới tạ cảnh hành có thể che mắt người khác nhưng trong lòng hoàng phủ hạo nghĩ như thế nào hắn không thể ngăn cản ngươi chắc chắn thẩm khâu hỏi thẩm diệu nói đại ca yên tâm đi việc này thật sự không liên can với ta thẩm khâu nhẹ nhàng thở ra mấy ngày này ngươi đừng ra ngoài kinh thành không yên ổn huống hồ còn có người ác ý với ngươi ta sẽ tăng cường thủ vệ trong phủ như vậy tương đối an toàn thẩm diệu gật đầu thẩm khâu đứng dậy định rời đi hắn còn có quân vụ trong người phải trở lại quân doanh bỗng nhiên nhớ ra điều gì hắn quay đầu lại hỏi muội muội bằng hữu ngươi có ai quyền cao chức trọng vì ngươi ra mặt hay không thẩm diệu giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh lắc đầu nói không có thẩm khâu xoay người ra cửa. Đêm nay, Phủ Định Vương có khách quý ghé thăm. Trên điện Kim Loan, Phó Tu Nghi nói với Hoàng Phủ Hạo vài câu, khiến kẻ đa nghi như hắn hôm nay phải đến Phủ Định Vương làm khách. Trước đó, Phó Tu Nghi đã bố trí bùi lang ở phòng bên nghe lén. Hoàng Phủ Hạo vỗ thật mạnh chén trà xuống bàn, nói thẳng. Sáng nay định vương nói cái chết của muội muội ta có điều kỳ quái, mời nói rõ ràng. Phó Tu Nghi cười nhẹ, "Thái tử đừng nóng vội. Minh An chết thảm ta cũng rất tiếc nuối, bất quá tình hình hiện tại không thể lập tức bắt lấy hung thủ." Hoàng phủ Hạo nhướng mày, nhìn Phó Tu Nghi cười lạnh, đầy tính uy hiếp nói, "Định Vương cho rằng bổn thái tử nên nhẫn nhịn vì đại cục. Ta không cần biết thái độ của Minh Tề thế nào, đối với nước Tần, công chúa bị ám sát là vụ việc hết sức trọng đại, cho dù hôm nay ta nhân nhượng, ngày sau phụ hoàng ta biết được cũng phải đòi hoàng đế văn huệ một câu trả lời thỏa đáng chỉ là đến dự yến cuối cùng lại phải táng mạng định vương cảm thấy đây là chuyện nhỏ ư phó tu nghi lắc đầu nếu thái tử đã vội vã ta cũng không ngại nói thẳng theo lẽ thường một vụ án phát sinh tất có nguyên nhân sự việc lần này làm hại ba mạng người nhưng tư thế bày ra rõ ràng muốn bôi nhọ thanh danh của công chúa nói cách khác đối phương có thù với minh an Hoàng Phủ Hạo cười lạnh, điều này ta biết, kẻ dám làm ra việc động trời này, lá gan không nhỏ. Thái tử ngẫm lại xem, ở Minh Tề ai kết thù với công chúa? Hoàng Phủ Hạo sừng sốt, lập tức nhíu mày suy nghĩ. Tính tình Minh An kiêu ngạo, cay nghiệt, ngày thường đánh mắng hạ nhân như cơm bữa gây ra rất nhiều oán hận. Nhưng trước khi đến Minh Tề, Phụ Hoàng đã dặn dò phải thu liễm tính tình, bởi vậy Minh An vẫn chưa đắc tội ai chỉ có hoàng phủ hạo trầm giọng hỏi ngươi nói thẩm diệu phó tu nghi chỉ cười không nói không thể nào hoàng phủ hạo nói cho dù nàng và minh an có va chạm nhưng thẩm diệu chỉ là nữ nhân bên người minh an có cao thủ hộ vệ nàng ta sao có thể đối phó phó tu nghi cười lắc lắc đầu thẩm diệu không thể nhưng ngươi đừng quên phụ thân nàng là thẩm tín hắn yêu thương đứa con gái này như thế nào trong tiệc chiều cống hẳn người đã tận mắt nhìn thấy. Hoàng Phủ Hạo nhớ đến ngày hôm đó, lúc Minh An và Thẩm Diệu rằng co, Thẩm Tín không tiếc cường ngạnh trước mặt Hoàng đế bảo vệ con gái, nếu nói Thẩm Tín vì Thẩm Diệu. Cho thủ hạ giới trướng ra tay là việc hoàn toàn có khả năng. Vậy huynh đệ nhà họ tạ giải thích thế nào? Hoàng Phủ Hạo trầm giọng nói, dù vì nữ nhi, cũng không thể vô duyên vô cớ kết thù với tạ gia, cùng là đồng liêu, thẩm tín sao có thể tự tìm phiền toái. Phó Tô Nghi thở dài nói, thái tử vẫn không rõ sao. Mấy ngày gần đây ta lệnh cho huynh đệ tạ ra tiếp đãi công chúa. Thái tử và công chúa là huynh muội, tính tình nàng thế nào ngươi biết rõ. Thẩm diệu và công chúa xảy ra tranh chấp, nàng muốn đối phó thẩm diệu cũng là chuyện thường. Nhưng công chúa là người ngoài, còn thẩm diệu là tiểu thư quan lại, động thủ không dễ, trong trường hợp như vậy sai khiến huynh đệ họ tạ giúp công chúa làm việc sẽ rất thuận tay a à. hoàng phủ hạo giật mình tức giận nói ý ngươi là gì thái tử không cần tức giận hai huynh đệ họ tả là người ta bồi dưỡng muốn dùng về sau nhưng bọn họ thật quá vô dụng không bộc lộ được tài năng ta đoán đại khái sau khi được công chúa sai khiến sự tình xảy ra sai lầm nên cuối cùng bị hạ sát liên lụy công chúa ngoài mặt hoàng phủ hạo vẫn tỏ vẻ không tin nhưng trong lòng bắt đầu suy xét lời phó tu nghi đầu tiên là thẩm diệu vô cớ bị bắt đi hoàng phủ hạo còn nghi ngờ là do minh an ra tay nhưng hắn thấy minh an vẫn an phận trong phủ ở minh tề cũng không quen ai nên không suy nghĩ nhiều sau đó thẩm diệu được công chúa vinh tín đưa về phủ minh an và huynh đệ tạ ra liền xảy ra chuyện minh an là kẻ thù dai đã bị thẩm diệu làm mất thể diện sao có thể bỏ qua gần đây huynh đệ tạ gia thường xuyên xuất hiện trong phủ, liên kết những dữ kiện đó thì lời phó tu nghi hoàn toàn có lý. Nhưng thẩm diệu có năng lực lớn như vậy sao? Dù thẩm tín yêu thương nàng, nhưng hắn là thần tử, làm sao có can đảm đối đầu với công chúa một nước, vì một đứa con gái mà đẩy cả gia tộc vào hiểm cảnh, hơn nữa hắn vừa hồi kinh, nhân mạch không nhiều, không thể làm việc kín kẽ như thế. Những lời xả giao tiếp theo của Phó Tu Nghi không đi vào đầu hắn một chữ nào. Thấy hắn tâm thần không yên, Phó Tu Nghi cũng không giữ lại, đợi hắn đi rồi. Bùi lang từ trong bình phong bước ra, hỏi, điện hạ có dự tính gì, sao lại dẫn dắt lên người nhà họ thẩm? Phó Tu Nghi liếc nhìn bùi lang, lắc đầu nói, tiên sinh, ta nghĩ có lẽ thẩm diệu và duệ vương kia có quan hệ. Bùi lang khẽ giật mình nhưng trên mặt tỏ ra chấn định nói, Duệ vương là kẻ lạnh nhạt còn thẩm diệu vừa theo gia quyến trở lại kinh thành mới mấy tháng ngắn ngủi nói họ có quan hệ không khỏi gượng ép ta biết tiên sinh hoài nghi nhưng ta có trực giác thẩm diệu và duệ vương có gì đó kỳ quái mấy ngày nay rất nhiều sự trùng hợp xảy ra hoặc gần hoặc xa đều có dính dáng đến bọn họ duệ vương tâm cao khí ngạo ngay cả phụ hoàng cũng không thể tiếp cận ta muốn biết thẩm diệu kia có bản lĩnh gì mà kéo được quan hệ với hắn. Chuyện hai người bọn họ thì liên quan gì đến thái tử nước tần? Bùi lang nói. Phó tu nghi cười nhìn bùi lang, tiên sinh nghĩ xem, thẩm diệu không có khả năng, thẩm tín lại không phải người dễ xúc động, chỉ bằng thẩm ra, không thể làm ra chuyện động trời như vậy. Bùi lang giật mình, điện hạ nghi ngờ. Không sai, ta hoài nghi việc này do Duệ vương gây nên. Thấy Bùi Lang im lặng, Phó Tu Nghi lại nói tiếp, Duệ Vương làm việc quyết đoán, dưới tay hắn đều là kỳ nhân dị sĩ, với bản lĩnh của hắn, giết Minh An là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn và Minh An không thù không oán, lại càng không có liên can phủ lâm an hầu. Nhưng chỉ cần hắn và thẩm diệu có giao tình, mọi chuyện liền dễ giải thích. Trên đời không ít chuyện anh hùng ra mặt vì hồng nhan, nhưng ta cảm thấy Duệ Vương không phải người ham mê nữ sắc vậy thì hai người họ là quan hệ gì? Cho nên Điện Hạ để Hoàng Phủ Hạo ra tay, dẫn xa xuất động. Bùi Lang hỏi. Đúng vậy, Hoàng Phủ Hạo tính tình đang nghi, cho dù không tin lời ta nói, hẳn cũng sẽ âm thầm điều tra, đem đầu mâu chuyển đến thẩm gia, Duệ Vương muốn bảo vệ thẩm diệu, ắt sẽ ra tay, đợi đến khi hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ chúng ta tiếp tục chủ tính. Bùi Lang hỏi, vậy nếu là Duệ Vương không ra tay, chúng ta phải làm thế nào? Không sao cả. Nếu hắn không ra tay, thì để Hoàng Phủ Hạo chèn ép thẩm ra, làm thực lực thẩm ra giảm sút, đây cũng là chuyện tốt. Điện hạ quyết tâm chèn ép thẩm ra. Bùi lang nhìn hắn hỏi. Không để ta sử dụng, thì phải đảm bảo họ không lớn mạnh. Phó tu nghi tươi cười, nhưng giọng điệu rét lạnh. Hắn nhìn bùi lang nói, ngày sau còn phải nhờ tiên sinh giúp ta bày mưu tính kế A. Bùi lang liên tục nói không dám. Phó tu nghi đi rồi, bùi lang trở lại phòng, nhìn ánh đèn trước mặt không khỏi thở dài. Hắn nằm vùng bên cạnh phó tu nghi đã được hai năm, may mắn được người này coi trọng, xem như tâm phúc. Hôm nay chuyện với Hoàng Phủ Hạo bí ẩn khúc chết như vậy, Phó Tu Nghi vẫn để hắn dự khán. Có lẽ là Phó Tu Nghi không hề phòng bị hắn, hoặc quá tin tưởng chính mình, dù sao thì người bình thường được vương gia hậu đãi như vậy, tất sinh lòng trung thành, nhưng Bùi Lang thì khác. Càng thân cận Phó Tu Nghi, Bùi Lang càng sợ hãi. Đây là người có hùng tâm tráng trí, tâm ngoan thủ lạt, bề ngoài giả dạng ôn hòa bình thản, sẵn sàng lui về phía sau nhìn thế cuộc để bày mưu, hiểu rõ thuật cân bằng, có thủ đoạn của bậc đế vương. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần vài năm nữa Phó Tu Nghi có thể nắm cả Giang Sơn trong tay, trở thành hoàng đế chí tôn bởi trong các hoàng tử không có ai thích hợp hơn hắn nhưng cố tình thẩm diệu lại đối nghịch với phó tu nghi bùi lang đã từng không cam lòng hắn nghĩ đến việc phản lại thẩm diệu nhưng nhớ tới lưu huỳnh hắn lại không đành lòng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ phó tu nghi đối với hắn rất tốt cho hắn một mình một sân viện cũng không cài tai mắt theo dõi bùi lang lấy ra một tờ giấy bắt đầu viết xuống đêm đen bên trong phủ duệ vương Tạ cảnh hành đang chơi đùa với hổ con, gần đây nó được quý vũ thư vỗ béo, thân hình mũm mỉm không khác gì quả cầu, không còn linh động như trước. Tạ cảnh hành khó tính, thấy nó ngốc như vậy cũng lười bế, nếu có thì chỉ qua loa lấy lệ. Một thị vệ từ bên ngoài bước vào, so với thiết y năm trước gò bó hơn nhiều, hắn lấy ra một phong thư từ trong ngực, giao cho tạ cảnh hành rồi nói, đây là thư từ phủ định vương đưa ra, do bùi lang, thủ hạ của định vương viết, muốn gửi cho thầm ngũ tiểu thư ở thầm trạch. Tạ cảnh hành nhướng mày, bình thản rút giấy viết thư ra xem, hắn nhìn lướt qua, đợi đến khi nhìn tới hàng cuối cùng, hắn bỗng nhiên nhếch môi cười, thị vệ bên cạnh dùng mình, mẫn cảm nhận thấy chủ tử lại tức giận. Dòng cuối viết là, cần phải tránh xa duệ vương. Phần này đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy nhấn like và nút chuông để cập nhật các video mới nhanh nhất nhé